từ 2002 cho đến nay là 20 năm. Đó, quá đẹp luôn cả nhà ha. Sạch. Hình như là đồng bằng sông Cửu Long, hình như là đồng bằng sông Cửu Long này chỉ có như đồng bằng sông Cửu Long chỉ có ở chùa Bốn Mặt này thôi, có giữ bản sắc dân tộc. Ở đây là màu hoa văn cả nhà. Không bao giờ thay đổi nha. Vừa bắt đầu xuống cả nhà đều biết đây là chiếc ghe chùa Bốn Mặt. Còn những ghe khác thì họ thường hay thay đổi cái kiểu nó khác nhau, như là hoa văn. À đó là gì ta? Như là xà bán thêm miệng tuần lọt vì này bị đâm hô đó là lẩu. Mình phạm đồ. Hoa văn ở phần cổ này rất là đẹp các nhà. Gần xong rồi các nhà. Khoảng 80%. Mà ta vòng thông mà tiêu sâm cũng có vòng ôn nó này học cùng ôn học này bạn này này vòng thông bạn đầu vật vẽ quân này vòng chăng này là co vật quân vẽ quân là vòng quân này chăng này ông mình bổn thôi nè, đơn là sát này, bài chân so. Vâng, Vũ Thơm TV chào tất cả các bạn yêu mến ghe ngô. Hôm nay Vũ Thơm lại đến chùa Bốn Mặt thuộc ấp Có Phước Thận, xã Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Yeah.
Thông TV chào cả nhà nha. Quá đẹp luôn. Bờ quá đẹp nha. Hôm nay ông khi nha sao ăn á. Ông như là khinh đạt chọn á, nó nuốt cái sòn sói á. Nuôi chùa nó cho hẹt với mây giỡn.